Xin chào cả nhà, xin chào quý anh chị đầu tư đã đến với kênh của Thấy nhé. Thấy xin chúc cả nhà một ngày mới an lành, vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại là Thấy đang đứng ở thôn Giang Mương, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa nha cả nhà. Bây giờ là Thấy sẽ review cho nghe cả nhà một lần nữa xem về tổng thể cái lô đất. Cái con đường phía trước là cái con đường Giang Bay nha cả nhà. Đường này hiện trạng là 15m và trong tương lai là sẽ quy hoạch 30m nha cả nhà. Đó, tổng thể này rất là đẹp nha cả nhà. Con đường rất là đẹp, rộng. Con đường này hướng đi vô thác Giang Bay và trường Happy Villa. Còn đây là hướng đi về Nha Trang, hướng đi ra quốc lộ 7C đi về Nha Trang. Từ đây ra quốc lộ 7C với cụm công nghiệp Sông Cầu là tầm hơn 4km thôi nha cả nhà. Đây là cái cổng vô cái lô đất của nhà bên Thí nhé cả nhà. Đây là gồm có 7 lô mở bán hôm ngày 8 tháng 8 và đã đưa về nhà đầu tư được 2 lô rồi. Hiện tại là còn 5 lô mặt tiền quốc lộ luôn, mặt tiền đường nhựa luôn nha cả nhà. Đó, 5 lô trải dài từ đây đến kia. Đó. Bây giờ là mình sẽ vô trong quay cho cả nhà cùng xem nhé. Dạ em chào nhà đầu tư anh Hưng ạ. Năm lô từ bên này sẽ trải dài qua bên kia nha cả nhà, trải dài lên tít phía trên cái ngôi nhà của dân luôn. Diện tích mỗi lô thì từ trên 600 đến 850 một lô nha cả nhà. Chiều ngang bám đường thì 10m, nở hậu phía sau là hơn 10m, dài ra tít phía đằng sau luôn, gần cái ông anh đang quay clip. Dài là hơn 60, gần 70m nha cả nhà. Đất ba vuông phướng bạc khoảng rất là đẹp, phía sau kia là có núi nha cả nhà, nên là khí hậu ở đây rất là mát mẻ. Xung quanh đây thì có rất nhiều tiện ích nha cả nhà. Trong bán kính 1,5 km thì có trường tiểu học Khánh Phú. Trong 2 km thì có Ủy ban Nhân dân xã Khánh Phú. Cách trường Happy Villa thì 5 km thôi nha cả nhà. Còn cách Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Vĩnh và thác Giang Bay thì khoảng 7 km. Rất là nhiều tiện ích nha cả nhà. Đất hiện trạng là đất cây hàng năm khác và được quy hoạch lên thổ nha cả nhà, có lô để được lên phun thổ luôn. Đó, xung quanh nha cả nhà. Đó, đất rất là đẹp, tiềm năng sinh lời rất là cao. Đó, nó dài ra tít đằng sau này luôn. Thế sẽ ra phía sau quay cho cả nhà cùng xem nhé. Đó, dài ra đem sau này nha cả nhà, phía sau là nở hậu nha cả nhà ơi. Đó, nở hậu. Đó, gồm có hiện tại là còn 5 lô. Đây là lô số 1, lô số 2, lô số 3. Phía bên này là có 4 lô. Phía đằng kia là có 1 lô nữa, là hiện tại là còn 5 lô nha cả nhà. Đây là lô thứ 5 nha cả nhà. Lô thứ 5 với tổng diện tích là 850,5. Có 2 mặt tiền đường, bám đường bên phía mặt tường Giang Bay và bám bên này một mặt đường tiền đường đất nữa. Đường đất bên này là 5m nha cả nhà. Thế sẽ quay cái con đường đất ở phía trên cho cả nhà cùng xem. Đó, cái con đường đất đó nha cả nhà, con đường đất đó 5m. Đó, sắp tới thì nhà nước sẽ đổ bê tông. Đất này phù hợp để xây nhà vườn, biệt thự hoặc là xây trạm dừng chân, và đặc biệt là đầu tư để thì sau này tiềm năng sinh lời rất là cao.
Đó. Sau 6 tháng thì có thể tăng lên tiềm năng sinh lời là 20%. Đó. Vâng, quý anh chị đầu tư mà xem qua video mà thấy phù hợp để đầu tư thì hãy nhanh tay inbox hoặc gọi điện cho Thí với số điện thoại là 0356004325 nhé. Vâng, Thí xin phép dừng video tại đây. Thí xin cảm ơn cả nhà đã dành tí thời gian xem qua video của Thí ạ. Nếu cả nhà thấy video này hay và thú vị thì hãy nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ Thí nhé. Thí xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Bye bye.